Chào mừng các bạn đã đến với kênh Piano Minh Phụng. Lại là mình đây. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn sản phẩm mới toanh của nhà Cosman, đó là cây piano KS1. Đây được hứa hẹn là sản phẩm có phân khúc giá dễ tiếp cận nhất trong tất cả những sản phẩm piano của Cosman. Hãy cùng mình xem thử xem là cây đàn này có những gì hay nhé. Từ trước đến nay thì tất cả các sản phẩm piano từ nhà Cosman đều được thiết kế bằng cái ngôn ngữ mang tính chất rất là cứng cáp, góc cạnh và làm cho người nhìn cảm thấy nó rất là chắc chắn và đầy đặn. Thêm nữa, trên cây KS1 này chúng ta có thể thấy nó được khoét hình chữ nhật bo góc ở dưới hai bên chân của cây đàn. Một phần sẽ làm cho cây đàn này nhìn nó mềm mại và thanh thoát hơn so với cái thiết kế quá góc cạnh của nó. Các nút nhấn trên cây đàn này được thiết kế cực kỳ tối giản với chỉ 3 nút nhấn. Đó là nút nguồn, thứ hai đó là nút vặn của volume và cuối cùng là nút chức năng để chỉnh tất cả các chức năng cần thiết trên cây đàn này. Cây KS1 có 5 cổng cắm cơ bản, đó là cổng nguồn, aux-in, line-out, pedal và cuối cùng là cổng USB MIDI dành cho các bạn nào muốn trích xuất dữ liệu MIDI từ cây đàn sang máy tính, laptop, v.v. Tại sao ngay từ đầu mình nói đây là một trong những cây mà có thể gọi là entry level, là ở mức giá rẻ nhất trên tất cả các sản phẩm piano từ Cosman? Bởi vì cái cây KS3, cây gần giá nhất là sẽ nằm tầm 15 triệu và cây này ở giá 11 triệu mà thôi. Chỉ với 11 triệu nhưng cây này lại đáp ứng khá là đầy đủ nhu cầu dành cho các bạn luyện tập. Có những chức năng cơ bản như là metronome, split, trinova dùng để là trộn tiếng, pha tiếng hay là tách tiếng chẳng hạn. Và ngoài ra nó cũng có những cái chức năng cực kỳ là cần thiết cho những ai mà muốn đệm hát cơ bản như là tăng giảm tông chẳng hạn. Ngoài ra mình để ý thấy là những cây đàn nào có cái số nút chức năng rất là ít, tối thiểu và tích hợp tất cả mọi thứ trên phím đàn như cây đàn này á, thì thường chúng ta khi mà sử dụng phải phụ thuộc vào sách hướng dẫn sử dụng. Nhưng cây đàn này thì lại được in những phần chức năng ngay dưới phím đàn luôn và in khá là to, rõ chữ. Thành ra khi các bạn sử dụng á, đôi khi chúng ta cũng chẳng cần sách hướng dẫn sử dụng đâu và nhìn vào những cái chức năng đó để mà bấm phím là chỉnh được rồi. Theo thông số của nhà sản xuất thì chúng ta có tới 20 tiếng để thay đổi không khí. Ví dụ như là các bạn đang đánh tiếng piano, muốn chuyển qua tiếng e-piano, harpsichord, clarinet hay organ v.v. đều có thể chỉnh được hết. Và chúng ta còn có thể trộn tiếng nữa. Ở cái phần test tiếng này thì mình sẽ test tiếng để các bạn xem thử ha. Thank you.
được trang bị công nghệ bàn phím là Graham Action, cho nên là cái độ nặng của bàn phím này là chấp nhận được và tốt, ổn, khá là nhiều, cần để luyện tập những cái bài piano từ hàng lâm cho tới những bài nhạc nhẹ. Về âm thanh thì chúng ta có thể sử dụng nó với những mục đích cơ bản là ổn hết. Mình đã thử test tới 5 chế độ touch khác nhau của cái đàn này và nhận thấy là nó đủ bàn phím nặng để các bạn luyện tập những cái bài mà mang tính hàn lâm cổ điển. Những cái bài mang tính là nhạc nhẹ cũng được, cũng có thể chơi được hết trên cái đàn này. Khi mình xem trong sách hướng dẫn sử dụng thì cái đàn này có một chức năng là auto off, có nghĩa là khi các bạn không sử dụng trong vòng 30 phút, nó sẽ tự động tắt để tiết kiệm điện cho các bạn. Chúng ta có thể kích hoạt và tắt nó đi ở cái nốt la thấp nhất trên cây đàn. Và bây giờ là đến cái phần đặc biệt nè. Vậy thì cây đàn này dành cho ai? Đầu tiên thì mình nghĩ đây là một cây đàn dành cho những ai mà muốn đầu tư một con đường dài trên con đường học và luyện tập piano. Hoặc ngoài ra các bạn muốn nâng cấp lên một cây piano trung cấp thì đây coi như cây S1 này là một cái lựa chọn khởi đầu rất tốt trong cái phân khúc tầm trung của những cây piano điện hiện có trên thị trường hiện nay. Và nếu các bạn không quá đắn đo về một cây đàn nhỏ, nhẹ, gắn pin có thể mang vác được mà lại có thể sắp xếp cho mình một cái không gian để trang trí một cây đàn mà nhìn nó chuyên nghiệp hơn, chắc chắn hơn thì KS1 là một lựa chọn để cho các bạn cân nhắc. Bởi vì ngoài màu nâu này ra, chúng ta còn có thể có màu trắng và màu đen nữa. Ngoài ra, khi mình nhìn sơ vào những lựa chọn màu trên cây đàn này thì chúng ta có 3 option. Đầu tiên là cây màu trắng, màu đen và đây là cây màu nâu gỗ. Vậy thì nếu theo mình chọn, mình sẽ chọn cái màu trắng. Bởi vì sao? Đôi khi có những người sẽ nói là cây màu trắng thì nó sẽ dơ, nó sẽ tạo ra những vết ố vân vân. Nhưng theo mình thì cây màu trắng rất là bắt mắt, rất là hợp cho những bạn nào mà cần selfie, chụp hình để ngoài góc những cái không gian cực kỳ xinh đẹp để chúng ta trang trí. Ngoài ra nếu các bạn muốn an toàn hơn thì chúng ta vẫn còn lựa chọn màu nâu và màu đen mà, phải không? Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này hôm nay của tụi mình. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Hãy đến trải nghiệm sản phẩm tại Piano Minh Phụng, địa chỉ là 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 nha các bạn. Hãy nhớ là đừng quên like và subscribe để tụi mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm những video hay hơn, cũng như là cung cấp thêm cho các bạn những kiến thức bổ ích hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.